Sữa mẹ cho trẻ nhỏ sau sinh là nguồn dinh dưỡng cũng chính là thức ăn của bé. Chính vì thế, chế độ ăn uống của mẹ sau sinh rất quan trọng vì nó ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cũng như lượng sữa mẹ cung cấp cho bé mỗi ngày. Hãy cùng tìm hiểu 5 thực phẩm gây mất sữa sau sinh mà các mẹ bầu cần biết. 1. Rau răm. Rau răm là loại rau thường được dùng như gia vị trong một số món ăn hàng ngày như canh cá, trứng vịt lộn, trong các món xào. Rau răm có vị cay nhẹ và tính ấm, nên phụ nữ mang thai hay sau sinh, ăn quá nhiều rau răm một ngày có thể khiến thân nhiệt tăng cao, nóng bụng, người sinh sốt, ảnh hưởng đến tủy. Từ đó, cơ thể của mẹ sẽ ngừng tiết sữa cho bé. Rau răm không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng sữa cho bé mà còn khiến mẹ sau sinh ảnh hưởng về sức khỏe nhiều. Chính vì thế, rau răm là thực phẩm gây mất sữa sau sinh mẹ nên tránh xa. 2. Lá lốt. Lá lốt là loại thực phẩm được sử dụng nhiều trong các bữa ăn của nhiều gia đình. Với vị nồng hơi cay, tính nóng sẽ làm mẹ giảm tiết sữa cho bé. Các chất trong lá lốt ảnh hưởng trực tiếp đến hormone prolactin, một hormone giúp mẹ tiết ra sữa sau sinh cho bé. Chính vì thế, nếu bạn đang trong thời gian cho bé bú thì không nên ăn lá lốt nhé. 3. Bạc hà. Bạc hà là loại thực phẩm cũng như bài thuốc trong dân gian giúp người dùng giải cảm hạ sốt. Cây bạc hà có vị cay, the, tính ấm nên có tác dụng phụ làm tắc nghẽn sữa của mẹ sau khi sinh. Để tránh sữa không về cho con, các mẹ cần tránh dùng loại thực phẩm này. Ngoài ra, các mẹ đang mang thai cũng không nên dùng bạc hà vì nó ảnh hưởng đến nhịp tim, huyết áp của mẹ trong lúc mang thai và sau sinh. 4. Bắp cải. Bắp cải được sử dụng nhiều trong các bữa ăn trong gia đình, được chế biến thành nhiều món khác nhau. Theo nghiên cứu của khoa học, bắp cải chứa nhiều các loại dưỡng chất khác nhau như vitamin C, A, E, K, B1, B3, B6, kali, protein, sắt, canxi giúp cơ thể tái tạo và giảm nguy cơ ung thư. Tuy nhiên, với tính hàn nhiều nước sẽ khiến mẹ lạnh bụng, đầy hơi nếu ăn nhiều. Các mẹ có thể ăn bắp cải với lượng ít và xem phản ứng của bé sau khi bú sữa mẹ. Vì rất có thể lượng sữa bị ảnh hưởng bởi thực phẩm bắp cải và ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của bé, các mẹ nên cân nhắc trước khi ăn bắp cải nhé. 5. Mướp đắng. Có lẽ nhiều mẹ sẽ ngạc nhiên khi khổ qua hay còn gọi là mướp đắng là thực phẩm gây tắc sữa cho mẹ sau sinh. Theo y học đông y, khổ qua có tính hàn, chứa nhiều chất dinh dưỡng như vitamin B1, B2, B3, canxi, sắt. Tuy nhiên, khổ qua có tác dụng giảm huyết áp sẽ làm các mẹ sau sinh đau đầu. Một lý do nữa không nên ăn khổ qua là các mẹ sau sinh đã mất khá nhiều máu nên việc ăn khổ qua rất dễ làm các mẹ hoa mắt, chóng mặt, tiêu chảy. Chính vì thế, khổ qua được liệt kê vào loại thực phẩm gây tắc sữa ở mẹ sau sinh. Hy vọng với những chia sẻ trên, các mẹ sẽ có thêm kiến thức để lựa chọn thực phẩm thích hợp sau sinh. Và đừng quên bên cạnh chế độ ăn uống thì tinh thần và tâm trạng của mẹ sau sinh cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến việc tiết sữa của mẹ. Chúc các mẹ luôn mạnh khỏe và có tinh thần thật tốt.